Xin chào các bạn, tôi là Tý Long, là kiện toán quốc gia. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái kỹ thuật là trả lại cái cú giao bóng Fast and Furious, hay là cú giao bóng xoay lên tốc độ nhanh, ra hai góc và xoay lên ngắn dài. Thì trước tiên, cái bí quyết để các bạn thực hiện những cái quả đỡ giao bóng tốt, hoặc là thậm chí là tấn công nhanh lại những cái kỹ thuật giao bóng tốc độ rất nhanh từ đối thủ, thì các bạn phải tập được những cái kỹ năng này. Đó là nó thể hiện ở cái sự phản xạ tự nhiên của con người. Bản thân chúng ta ai cũng có, quan trọng các bạn phải biết sử dụng nó, bộc phát nó đúng thời điểm. Cái thứ hai các bạn cũng có thể tập được, đó là cái khả năng phản ứng nhanh và mình điều khiển cái cơ thể của mình như thế nào, khả năng đột biến tấn công như các loài vật. Thì khi chúng ta gặp tình huống bất ngờ thì chúng ta vẫn có thể là phản ứng được một cách chính xác, nhanh, mạnh. Các bạn đặc biệt lưu ý cái vấn đề này là ở cái kỹ thuật này, người ta muốn dùng tốc độ, muốn dùng sự bất ngờ để gây khó khăn cho mình, thậm chí làm cho mình tự đánh hỏng. Hoặc là gây cho mình bất ngờ, mình không tấn công được, mình đỡ bóng bị lỗi thì họ sẽ tấn công ghi điểm, hoặc họ chuẩn bị tấn công lại những cái quả tấn công không chất lượng của mình. Meunier, coach to Hugo Calderano. Oh, the double handed back down the back, a two in a row. Three, got the hat trick. Nên ở cái kỹ thuật này, để đối phó với kỹ thuật giao bóng Fast and Furious của họ, thì chắc chắn bạn không thể nào dùng sức, và dùng sức thật sự không hiệu quả. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là vị trí đứng và tư thế đứng. Hôm nay tôi sẽ nói rõ ràng là dành cho hai lối chơi. Một lối chơi là một càng. Ví dụ các bạn là sở trường là thuận tay, một càng là các bạn sử dụng cái kỹ thuật giật phải tay khắp mặt bàn, và các bạn muốn sử dụng nó để tấn công bất kỳ cái quả bóng nào của đối thủ đưa sang. Thì khi đó bạn sẽ đứng ở 1/3 góc bàn và hướng đối diện với đối phương. Lúc này đối phương họ chuẩn bị giao bóng ở đường ở góc bàn bên trái, thì các bạn hướng đối diện theo đường chéo. Khi đối phương giao bóng sang, nếu đối phương giao góc này thì bạn cố gắng di chuyển né qua. Và lúc này các bạn lưu ý là gì? Thì khi chúng ta sử dụng một càng thì chắc chắn rằng là 10 quả thì tỷ lệ họ giao bóng là 10% hoặc 20%, chắc chắn lâu lâu họ mới giao qua đường thẳng thôi. Họ biết bạn cái công tốt thuận tay thì cái tâm lý của họ là không muốn giao qua thuận tay để cho bạn giật, thì khi đó bạn sẽ canh né nhiều. Nhưng khi bạn gặp tình huống đó thì sao?
Thì lúc này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn nhớ nha. Khi né qua thì các bạn di chuyển theo cái đường chéo nha. Và chúng ta sử dụng cái bước lao hoặc hay gọi là bước chéo ha. Ví dụ các bạn lỡ né qua, các bạn canh là họ sẽ giao dài nhanh sang góc này, các bạn né giật bất ngờ họ giao qua kia. Thì khi bạn thấy quả bóng sang, bất ngờ bạn xoay người ha. Sử dụng cái chân trái trước. Thì chúng ta đơn giản giống như là bạn chạy đi xéo qua. Lúc này chúng ta sẽ sử dụng cái bước chéo là khi quả bóng sang, bạn đầu tiên cơ thể bạn xoay người nhìn theo cái quả bóng, sau đó bạn bắt đầu sử dụng cái chân trái giống như là bạn chạy, bạn đạp lao xa. Khi đó bạn nhớ sử dụng nè, sức đạp từ chân phải đạp lên, sử dụng cái cơ đùi trái. Thì khi bạn lao qua, chân trái vừa chạm đất là tay bạn giật. Đồng thời bạn nhớ khi bạn muốn xoay về để lỡ như đối thủ họ vẫn phòng thủ được, bạn giật tiếp. Thì khi bạn giật xong, bạn nhớ tác dụng của cái chân phải bạn và chân mũi chân trái nha. Bạn xoay người, bạn đạp cái chân phải qua. Cách thứ hai, nếu bạn chơi lối chơi hai càng thì lúc này cái vị trí đứng của chúng ta là có thể là xoay ngang vào để chúng ta là sử dụng hai bên nó để chống lại những cái quả giao bóng sốc nhanh, phi nhanh hoặc giao chuội nhanh là từ đối thủ. Thì lúc này là chúng ta đứng gần cái lằn trắng giữa bàn một chút thì các bạn có thể hiểu là đứng 40%, 60% hoặc thậm chí là 50% và 50%. Thì lúc này là người chúng ta đứng ngang so với bàn. Thì khi bóng sang thì chúng ta sử dụng xoay sang bên trái, xoay sang bên phải. Thì chúng ta có thể sử dụng cái giật trái và giật phải để tấn công luôn, tấn công ngay những cái quả giao bóng xoay lên nhanh từ đối thủ. Và lúc đó khi đối thủ là họ giao ngắn xoay lên thì chúng ta có thể bước lên, chúng ta sử dụng cái kỹ thuật flick trái flick phải là tấn công ngay những cái quả giao bóng ngắn xoay lên từ đối thủ ha. Một điều nữa các bạn lưu ý là gì? Đối với lối chơi hiện đại thì tôi ưu tiên sử dụng những cái kỹ thuật tấn công, những kỹ thuật giật để tấn công lại, chống lại những cái quả giao bóng từ đối thủ. Xoáy lên, xoáy ngang và bóng lỏng. Thì đối với những quả bóng đó, nó được cho là cơ hội. Thì khi đã là cơ hội của chúng ta thì chúng ta phải chớp thời cơ, chúng ta tấn công nhanh và thậm chí chúng ta cần phải ghi điểm luôn ha. Thì tránh cái trường hợp là đối với những quả bóng đó thì các bạn sử dụng kỹ thuật cắt gò cũng được, nhưng mà đối với điều kiện các bạn chuyên về cắt thủ và các bạn đã đạt đến một trình độ là cắt xoáy gì cũng được, gò xoáy gì cũng được, xoáy lên các bạn có thể đứng mặt vợt khống chế cho nó thấp xuống thì các bạn mới sử dụng. Còn nếu chúng ta chưa cắt tốt, chúng ta sử dụng nó dễ, rất là dễ tạo tình huống mình cắt bóng nó bổng lên, đối thủ dễ chớp thời cơ, họ đập bóng, họ ghi điểm. Thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xử lý là cơ bản và dễ dàng nhất để chống lại nó. Thứ nhất là các bạn không thể chờ được ha. Thì khi các bạn là khi chúng ta ở tư thế thủ này, họ giao nhanh, không thể nào chúng ta mà có thời gian chúng ta lui ra rồi chúng ta lấy đà, chúng ta chờ bóng rồi chúng ta ghi điểm. Nhất là đối với các bạn mới, mình là người mới, mình chưa có nhiều kinh nghiệm thì điều đó là không khả thi. Thì lúc này chúng ta sử dụng đứng gần và chúng ta sử dụng cái nhịp nhanh nha, hay còn gọi là dummy, bóng vừa nhú lên hay còn gọi là nửa nảy ha.
Thì các bạn mới tập thì các bạn chú ý là xài, chúng ta chỉ cần sử dụng cái cổ tay trước. Tại nó nhanh, nó đi đôi với gọn, thì chúng ta không có thể lấy đà kịp. Thì chúng ta sử dụng động tác thật ngắn thôi, cổ tay. Và nhớ bên trái là sử dụng cái ngón cái lít lên. Và bên phải sử dụng cũng cổ tay, chúng ta lít ngón trỏ nha. Rồi, và tiếp theo, khi các bạn đạt trình độ tốt hoặc các bạn phán đoán được là đối phương sẽ chuẩn bị là giao banh dài, hoặc chúng ta đấu với một đối thủ là quen thuộc, họ thực hiện cái thao tác là mình biết trước được họ sẽ chuẩn bị giao banh dài, thì lúc đó chúng ta có thể là giật nhanh mạnh bằng cách là chúng ta lấy đà. Nhưng mà lúc này chúng ta, các bạn nhớ lấy đà bằng chân và hông, không lấy đà tay. Tại vì không có thời gian, không có không gian. Không có không gian là gì? Mình đang đứng gần bàn, mình không kịp lui. Cái thứ hai, không có thời gian, họ giao nhanh. Thời gian, ví dụ như 90 km/h, 80 km/h. Rồi thì lúc này cách tốt nhất các bạn lấy đà chân hông. Ví dụ bóng sang bên trái, xoay. Ha, thì khi đó mình xoay tới, mình kết hợp. Muốn sức mạnh là sử dụng thêm cái cẳng tay nha. Còn cảm giác ngón tay và cổ tay thì mình vẫn phải sử dụng, nhưng mà thêm nó thì nó tăng thêm sức mạnh nha. Chắc chắn các bạn hai càng, các bạn hai bên tốt thì họ sẽ khai thác ngay cái điểm giữa và ngay cái cùi chỏ. Bạn cũng phải tập cái điểm này thật nhiều nha, bằng cách sử dụng chân hông lường, cố gắng để tập cái lường cho dẻo nha. Thì mình sẽ chống lại cái quả này tốt. Lúc này chúng ta sẽ có hai cách di chuyển. Khi đối phương là họ giao nhanh dài sang bên phải, sang góc trống của mình. Cách thứ nhất cơ bản hơn, các bạn sử dụng một bước đơn thôi, bước chân phải qua, không xoay, ha, góc giật, sử dụng này chân lường hông. Cái thứ hai, các bạn muốn tạo sức mạnh hơn, mình có thể mình tấn công mạnh, mình ghi điểm luôn. Mình phải sử dụng là hai chân nha, mình sử dụng bước đôi kết hợp, xoay hông gấp. Tiếp theo là tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái kỹ thuật nâng cao hơn, là gây cái độ khó hơn cho đối thủ. Thì đã là bóng xoáy lên ha, thì đầu tiên chúng ta phải tiếp xúc ở trên đầu trước, nó là cơ bản. Sau đó thì các bạn là có thể tiếp xúc ở hai bên hông bóng, nhưng mà nhớ chú ý bên hông bóng nhưng mà vùng phía trên. Chúng ta có hai bên, ví dụ các bạn là có thể treo cái cùi chỏ xiên lên, chúng ta có thể lắc bên đây để chúng ta tạo một cái vòng cung, vòng vào cùi chỏ, vòng vào hông của đối thủ, thì khi đó họ khó triển khai cái quả giật thuận tay mạnh được. Hoặc là các bạn là có thể là bẻ qua góc trống cho quả bóng đi tẹt ra xa hơn ha, thì gây khó cho đối thủ hơn. Thì bằng cách là gì? Vào chúng ta ha, khi vào chúng ta sử dụng cái cổ tay nè, chúng ta đưa cái đầu vợt ra
chúng ta tiếp xúc hơi bên hông bóng thì bóng nó sẽ lan qua đây. Và tương tự như vậy ở cái bên phải ha, dài và ngắn thì các bạn đều làm được hết nha. Ví dụ đây, và trong bàn cũng vậy nha. Bên phải là ngược lại nha. Mở cổ tay ra tiếp xúc bên đây. Cho vòng qua hoặc là vào vòng qua. Và phần nữa các bạn có để ý là cái cao thủ là gì? Cái điều này là cái điều là quan trọng, cũng là quan trọng. Khi đối thủ đã chủ động là giao xoáy lên ngắn dài thì tư tưởng của họ khi giao xoáy lên xong là họ sẽ lui ra. Họ sẽ đứng cái khoảng cách xa hơn so với bình thường, là họ biết chắc chắn là bạn sẽ luôn tấn công mà. Thì họ lui sẵn, có thể cách bạn từ 1 mét trở lên. Thì lúc này các bạn có thể sử dụng một cái chiêu, một cái skill là gì? Các bạn đánh lừa bằng cách là chuẩn bị là hất tấn công ha. Nhưng mà khi vào là các bạn là gì? Hất dính cái bóng lại, bám cái bóng lại. Cảm giác gọi là hất bắt ngắn hay là bỏ nhỏ là gần lưới á. Và phần này là phần quan trọng nhất, là chúng ta sẽ trả giao bóng và tấn công cái cú giao bóng này ở đâu, vị trí nào trên bàn để gây khó và ghi điểm trước đối thủ. Ví dụ như những cái lối chơi một thuận tay là một càng, khi họ giao bóng tốc độ nhanh là họ thường lui ra, nhưng mà họ vẫn đứng ở 1/3 bàn, là họ chuẩn bị là gì? Thậm chí các bạn khi họ đã giao nhanh, họ muốn các bạn bất ngờ lên, họ dùng cái quả thuận tay để họ dứt điểm. Ví dụ như Ma Long, thì khi đối những cái vận động viên đó họ giao xong thì cái điểm trả đầu tiên của bạn là lắc ngay qua đây. Các bạn chú ý nha, lắc ngay góc trống luôn nha. Và đối với những cái vận động viên là họ sử dụng là hai càng, thì lúc này ha, là cái tư tưởng của họ là khi họ giao xong là họ sẽ xoay ngang bộ vào, họ chuẩn bị là họ dùng cái quả trái tay vì họ mạnh trái, họ cũng có thể họ tự tin họ sẽ đấu trái, họ dùng trái họ thắng bạn, thì họ quay vào họ dùng trái, thì khi đó là mình sử dụng, mình tấn công ngay vào cùi chỏ là ngay giữa của họ ha. Ví dụ như những vận động viên như Harimoto. Xin cảm ơn các bạn đã xem video của tôi. Nếu thấy hay, xin các bạn hãy bấm like, subscribe để không bỏ lỡ những cái clip video hướng dẫn tiếp theo của tôi nhé. Nếu các bạn cảm thấy những cái video của tôi hữu ích và giúp ích cho các bạn, thì các bạn xin đừng quên mua vợt ủng hộ tôi nhé. Xin chào tạm biệt các bạn.